Thưa quý vị, những người ở xa hầu hết đã lên xe khách trở về quê từ cách đây 1-2 tuần. Hoạt động vận tải trong những ngày sát Tết chủ yếu còn lại tuyến thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu. Thế nên ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày 30 Tết, quang cảnh bến xe Vũng Tàu khá vắng vẻ, dù bến xe vẫn bố trí người trực phục vụ nhu cầu của người dân. Bến xe Vũng Tàu sáng 30 Tết, hành khách chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là các nhân viên của bến xe và tài xế các hãng xe. Mặc dù không có khách, nhưng theo lịch xếp tài, các tài xế vẫn phải chờ tại bến. Hơn nữa, thu nhập ngày Tết một chuyến gấp 3 lần so với ngày thường, nên các bá tài đều muốn chạy trong những ngày này để có thêm thu nhập đón Tết. Không có một người khách luôn. Tài em lúc 8 giờ rưỡi mà bây giờ phải về lại tới 10 giờ tụi em mới đi rồi. Mà đúng giờ, đúng tài, đúng chuyến tụi em phải ở đây. Qua 5 giờ chiều tụi em mới được nghỉ. Cho khách không có nghỉ. Ngày 30 nay chạy 2 chuyến. Bến xe những ngày cuối năm dù vắng khách nhưng không khí Tết vẫn hiện hữu, tạo cảm giác vui vẻ cho những người có mặt tại bến và những vị khách hiếm hoi đến đây trong ngày cuối năm. Cũng vui, thấy cũng đông người, cũng đẹp, nhiều bông, nhiều màu, thấy cũng vui. Cán bộ công nhân viên của bến xe là coi như là trực 24/24 và trực qua điện thoại coi như là để trả lời cho hành khách khi đăng ký mua vé, đảm bảo 100%. An ninh trật tự, vệ sinh sạch sẽ. Trong dịp Tết thì coi như là công ty đã kiềm chế cái giá không có tăng quá 60% các tuyến đường dài và các nhà xe cũng đã thực hiện đúng theo cái quy định. Theo thống kê của bến xe Vũng Tàu, trong ngày 30 Tết có khoảng 150 phương tiện xuất bến, giảm khoảng 250 xe so với những ngày trước đó. Từ ngày mùng 2 trở đi, lượng khách sẽ tăng trở lại. Bến xe đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách yêu cầu thu đúng giá vé niêm yết, bảo đảm an toàn cho hành khách trong quá trình di chuyển.